Hello mọi người, mới đi đàn về. Bây giờ cũng như là cái lời đã hứa, cái video trước mình sẽ làm về sự thật những cái dụng cụ của ông về sát. Nếu bạn là người đầu tiên xem cái video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký, rồi mình sẽ làm những cái video hay hơn cho tất cả các bạn coi, và mình sẽ chứng minh cho tất cả các bạn thấy đó là thật hay các bạn. Bây giờ mời các bạn xem video ha. Bây giờ vô vấn đề chính luôn. Có một số bạn á, là nói là ông về múa sàm sàm rồi nói là bậy bạ ha. Là, coi như là các bạn không tin á. Bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn coi những cái hình ảnh. Các bạn thấy cái dòng không? Đây, cái này đơn sơ thôi ha. Bây giờ mình sẽ qua cái ghế của ông ngồi đi cho tất cả các bạn coi. Đây, các bạn thấy cái ghế không? Các bạn thấy những cái cây đinh này không? Đó. Các bạn nào mà nói mà không tin á, các bạn nói không tin á, các bạn dám lên đây ngồi không? Mình chỉ hỏi các bạn một câu đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn coi là tới cái bàn giao. Rồi cho các bạn coi cái bàn giao. Đây, cái bàn giao. Các bạn thấy sao? Các bạn dám lên trên cái bàn giao này các bạn ngồi không? Nếu mà các bạn nào mà dám lên đây ngồi á thì mình có nghe cái ông, một cái ông lão nói chuyện rất là hay, nói chuyện cái câu này rất hay, để mình nói cho mà để mình kể cho tất cả các bạn coi. Thì ông nói á, là cũng có cái người bạn của ông nói là không tin, nói là ông về sát là giả. Thì bây giờ ông nói á, cái dĩa trái cây á, cái dĩa trái cây tôi cúng ông, tôi cúng ông ở trên á, tức là ông bổn á, tôi cúng ông. Mà nếu mà ông nói ông, người bạn ông á, nếu mà ông nói ông không tin ông bổn về sát thật, thì bây giờ ông dám lên ngồi không? Ông dám lên cái bàn dao hoặc là bàn đinh á, bàn dao hoặc là bàn đinh, ông dám lên ngồi không? Nếu mà ông dám lên ngồi, tôi sẽ lấy cái dĩa trái cây của ông, tôi đưa cho ông luôn, tức là tôi cúng ông luôn. Đó, ông dám lên ngồi không? Mình nghe câu đó rất là hay nghe các bạn. Mình cũng có quay một số clip, nhưng mà mình bữa đó xui cái là mình không có gặp được cái ông giữ giữ cái miếu á, để muốn hỏi ông và muốn nhờ ông giải thích một số chuyện, để tại vì mình có đăng cái video đó rồi mọi người coi, rồi mọi người nói là không có tin, thành ra mình muốn chứng minh cho mọi người tin. Đây,
Rồi còn đây là cái hình ảnh biểu tượng của thờ ba ông ngay chính giữa cái miếu luôn nè. Cái miếu này là về sát Tam Sơn Quốc Dương chứ không phải là về ba anh em Quan Công, để mọi người hiểu lầm. Các bạn thấy ba cái cây mà cây sắt nhọn lên đây không, các bạn thấy không? Đây ba cây sắt này các bạn. Cái này thì mình chưa thấy ông về lần nào, mà thường thường á là mình thấy mình có coi ở bên clip Tân Châu á, hình như là cái cây này là Tân Châu An Giang các bạn. Cái cây này là hình như là để đâm xuyên ngang miệng đó. Đó cũng như các bạn nói không tin, các bạn dám đâm không, các bạn dám đâm ngang cái miệng các bạn không? Nhưng mà các bạn nói các bạn không tin thì mình sẽ cho tất cả các bạn coi. Mà bữa đó xui cái là tại vì mình không có gặp được cái ông giữ cái miếu ở chỗ đó để cho tất cả các bạn nghe ông kể. Còn đây thì nguyên cái dàn giao trưng bày hai bên ông. Rồi còn cái gì để cho tất cả các bạn coi luôn. Ở đây thì ở bên lúc mà các bạn bước vô thì ở bên trái thì thờ ông để là Phước Đức Chánh Thần đó. Còn bên phải thì thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu đó. Còn ở bên vách thì thờ ủng hộ. Đây vách thờ ủng hộ này các bạn. Có một số bạn á vô á bình luận chữ bới, nói ông là múa xàm, nói này kia. Các bạn biết mở miệng ra các bạn nói, mà các bạn có để ý không? Khi mà ông cầm dao ông gạch lưỡi đó, các bạn có dám làm được như vậy không? Các bạn dám gạch không? Máu chảy tuôn tuôn đó, các bạn dám gạch không? Thì cái clip này thì mình chứng minh cho các bạn là những cái dụng cụ của ông như thế đó. Còn mà các bạn, nếu mà các bạn không tin á, các bạn không tin thì các bạn về An Giang cho đất của mình đi. Rồi các bạn tới cái ngày rằm tháng 7 hoặc là rằm tháng Giêng, nhưng mà thường thường tháng 7 là lớn nhất. Rằm tháng 7 tối 15 sáng 16 giật vàng. Thì tối 15 đi, các bạn coi ông về sáng như thế nào. Còn một người nữa, đó là tức là người trẻ cũng về sát. Vài năm sau nữa là sẽ về sát cho người đó. Là tức là mình có quay cái clip á, là cái đoàn lăn đi ngang cái nhà của người về sát á, các bạn vào cái kênh của mình các bạn coi thử đi. Tức là người đó sẽ về sát, là về sát thế cho ba, tại vì ba của người đó nó mất rồi. Thì cái nhà đó là về sát là mấy đời rồi các bạn. Tại vì các bạn chưa gặp bởi hành ra các bạn mới nói gì. Khi mà các bạn gặp đi rồi các bạn sẽ thấy. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ đăng những cái clip khi mà ông về sát cho tất cả các bạn coi. Mình sẽ cố gắng quay cận cảnh. Còn cặp kiếm của ông nữa, nhưng mà chắc cái ông giữ ở trong đó cắt rồi, chứ còn cặp kiếm nữa. Cặp kiếm của ông lúc mà ông về sát. Thì cái miễu Tam Sương Miếu này là về sát ông thứ ba. Thì mình cũng có nghe kể là ba anh em là Tam Sơn Quốc Dương, thì cái người anh cả là ở Hà Tiên, còn mà cái người thứ hai á là ở Phước Quảng, và cái người thứ ba tức là người lên sát những clip mà mình quay cho tất cả các bạn coi đó là ở Tam Sơn Miếu. Thì bây giờ là trong ngày mai mình sẽ quay cái clip, hình như là sắp tới mấy ngày lễ là ở trên Phước Quảng thì phải. Mình sẽ cố gắng quay cận cảnh cho tất cả các bạn coi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình theo dõi video mình. Sắp tới mình sẽ quay cho tất cả các bạn coi. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng lại tại đây. Rồi, chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Rồi bye bye các bạn nha.